Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề của em. Mọi người mua hàng liên hệ thông tin trên màn hình ha. Nè, số điện thoại nè 0348308843. Mình gọi thì bận thì có lúc em bận không nghe máy được thì mọi người để lại tin nhắn ha, em sẽ trả lời. Rồi, khách mới thì mua hàng bên em nhận chuyển khoản nha, chuyển khoản rồi em sẽ gửi hàng. Rồi khách mua rồi á, mua thường á, mua quen thì mình ship code ha, COD cũng được. Dạ. Rồi video hôm nay là 246, mã video 246. Mấy bác chốt hàng thì nhắn mã video giùm em. Với lại món hàng mình cần mua ha. Rồi nên về mấy món đồ sau đây ha. Này có cái máy hút ẩm, máy hút ẩm của Nhật Corona ha, máy hút ẩm Corona còn hoạt động rất ok nè. Hút ẩm nè, em hút một tí xíu mà nó ra nhiều đầy nước ha. Đó, độ ẩm trong không khí nó hút, nó sẽ ngưng tụ, nó đọng là thành nước trong cái khay chứa này ha. Những ngày trời mưa cái độ ẩm trong phòng mình nó cao, mình cần đến cái máy hút này ha, hoặc sấy quần áo cũng được. Rồi với một cái máy sấy sinh tố của Nhật ha, National ha, National cối rất là dày luôn. Rồi, cái cối nó thiết kế để lên không mọi người, không cần phải gài hết, rất là dày nha. Một lát em sẽ giới thiệu sau ha. Rồi dưới này có bộ máy bắn vít của Panasonic. Rồi đầu tiên giới thiệu cái máy đây, máy hút ẩm ha. Đây mày nhìn cái máy hút ẩm nó to như vậy ha. Đây là máy chức năng đó nè, hút sấy khô quần áo nè, nó có để hình cái áo đâu mọi người ha, ba chế độ đồ bình thường đó. Rồi này hẹn giờ, rồi đây là cái cửa gió, cửa ra ha, nó sẽ có một cửa vô và cửa ra mọi người. Đây, còn đây là cái tem thông số nó nè. Đây, công suất nó là 185W ha, xài điện 100V của Nhật ha, hiệu Arai Corona. Đó. Này nó nặng 7,9 kg nha mọi người. Đó, công suất hút nè. Này mình sử dụng trong cái phòng độ khoảng 30-40 m² ha. Phòng bình thường mình á, phòng ngủ này kia. Đó. Những ngày trời mưa nó rất là thích hợp để mình bật nó lên ha. Mưa đồ ẩm quần áo rồi đó, nó có mùi không khí á, sẽ hút và nó có cái bộ lọc này. Cái chỗ này là hút vô ha. Này bên trong nó có cái lốc như là cái máy lạnh mình vậy đó. Ha. Có nguyên cái lốc để làm nóng ha, sưởi ấm. Máy lạnh thì nó làm lạnh, cái này nó làm nóng, sưởi ấm ra cho nó cái độ ẩm trong không khí nó bớt đi.
Rồi, em sẽ chạy thử ha. Này xài điện chăm coi nha mọi người, chú ý ha. Rồi cắm vô nó kêu cái bit ha. Đây. Chạy nè. Chạy cũng khá là êm, không có nghe lớn. Mình đặt ở một góc phòng á, nó sẽ ok. Đây chế độ mạnh nhất nè, nó chạy nó sấy quần áo phơi trong phòng luôn. Cái này hẹn giờ. Thì chọn chế độ ha. Chế độ này nhỏ nhất. Chế độ này công suất cao nè, mạnh nè. Đó. Nó đang chạy, mình kéo cái này ra nó sẽ tắt ha. Nó báo mình phải để cái khay nước vô để cho nó vắt nước ra đây ha. Đó, đường bên đây là đường vô nè ha. Không khí nó vô, mình để nó ra. Rồi ok, cái máy hút ẩm không khí ha. Có mã số 1, xài điện 100V nha, giá 1.700.000. Rồi, tiếp theo là giới thiệu bộ ống hút của Panasonic ha. À, bộ nó gồm một sạc và một pin ha, pin zin của Nhật. Một pin zin Panasonic 10V8 made in Japan ha. Cục pin này sản xuất tại Nhật luôn nha. Còn cầm rất là tốt, 3.0A. 8 mà đặc biệt nó là không chọi hang nha mọi người. Chạy mô tô từ ha. Mô tô từ không chọi hang nè, rồi xem cái đầu này là biết cái đồ mới. Những cái máy xài mà xài máy pin, máy bắn dít này kia là xài cái đầu này nó sẽ bị chạy ha. Khi mà mình sử dụng mình bỏ xuống đất nó sẽ chạy cái đầu này đầu tiên nè ha. Cái này còn rất mới, cái này là tem nó bóc ra nè. Chứ không phải là nó bị chạy mà nó hư ha. À, dòng này là dòng sản phẩm nó sản xuất cho nhà máy chuyên dụng nha mọi người, để háo lắp, cho nên cái độ bền nó rất là cao và cái lực xếp nó rất là mạnh và chính xác. Còn đây là cái nút để đèn nè, bật đèn lên sử dụng ha, bật đèn pin đó. Tối nó sẽ rất là sáng, nó sáng trung tâm để mình ngay cái mũi vít đó. Đây là gắn mũi vít nè. À, cái đầu còn rất mới luôn, cứng khừ, gần như độ gơ rất là ít. Đó. Gắn mũi vít. Còn dưới đây là cái báo pin nha mọi người. Nè, báo pin nè. Điều tốc rất là ok luôn nè, điều tốc chậm nhanh nè. Đảo chiều. Panasonic. Rồi, viên pin nè. Rồi, viên pin thì nó đi liền với cái sạc này nha.
sạc đời gần như là đời đời cao của nó, của Bana nha mọi người. Sạc này nó mới xài được bên 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 này ha. Có những cái loại sạc đời nó cũ hơn tí thì xài không có được. Sạc này là cái đời cao. Nó sạc mình gắn như vậy. Rồi xài điện 100V nha mọi người, cái sạc nè. Vô điện nè, vô điện nó báo cái đèn xanh ha. Rồi. Sạc vô nó sẽ chạy cái quạt ha. Sạc là bắt buộc phải chạy quạt. Nó sẽ mát cái viên pin thôi mọi người. Rồi, bắt đầu đèn sạc là cái đèn ở trên cùng ha. Đèn xanh không có chớp. Rồi khi mà gần nó sạc được giữa viên pin á, sẽ chớp cái đèn thứ hai ha. Chớp cái khoảng nó dài. Chớp cái ngừng một lát, chớp cái chớp chớp ha. Rồi, cái đèn đầy là cái đèn thứ ba ha. Đèn chớp nhanh nè. Chớp 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 chớp. Nó vậy thôi. Pin rất là cầm. Pin Nhật, Japan luôn. Cell của Japan, nguyên zin. Rồi, nguyên bộ nè mọi người. Máy đẹp luôn nha, nè. Này dính dơ, rửa ra nha mọi người. Cái này nguyên zin bển về nó vậy. Chưa có lau chùi gì hết. Rồi, bộ máy bắn vít này là mã số 2 ha, 2.200.000. Đây, 2.200.000. Một máy pin với một sạc. Rồi. Đây là nam rồi cái đóng móc này nữa mọi người. Đây móc này nè. Móc khóa Nhật ha. Là long lanh luôn, mới tinh nha, bằng niken. Niken móc Nhật nó rất là chắc nha mọi người, nhìn cái đồ chắc nó. Nhìn cái chất lượng nó nè. À, móc nhỏ nha. Mà nó rất là chất lượng. Cái này dùng để rất là đa năng nha mọi người. Dùng nhiều. Nói chung dùng vào nhiều việc đó. Cái kích thước nó là 4.5cm. Có thể xích thú cưng nè, chó con này kia ha. Chó con, mèo rồi, xích nó lại. Làm móc xích. Hoặc là làm móc trên cái ví bóp. Với túi xách này kia. Đó. Em bán một mớ này 20 cái ha. 20 cái này móc này mã số 3 150.000. Rồi, cái này là cái đồ để đo nhiệt độ của nước mọi người. Các bác nào thường làm trong môi trường nước, thường nấu nước sôi hay gì ha, lấy này đo ha. Đo lên được 100 độ C. Này đo nhiệt độ nước nha. Khỏi nhiều nước nó sẽ lên độ. Rất là nhạy, lấy bật lửa bật nó cũng lên nữa. Rồi cái này 100.000 ha, mã số 4 nha. Rồi tiếp theo bộ dụng cụ mini. Nhiều chức năng. Chúng này nhìn thấy là có cái hước nè, hước bằng thép nè. Hước ke vuông góc. Ke vuông góc 12cm. Rồi bộ tua vít nè, ba ke vít dẹp, vít siêu mini. Này của Kaikut nha mọi người, của Nhật nè. Kaikut ha. Kaikut của Nhật. Rồi cái kìm. Một cái kìm mũi nhọn rất là nhỏ, siêu mini. Bộ này gần như nó mới lắm mọi người, 90 mấy % luôn, gần như chưa xài, có mấy món này chưa xài luôn rồi. Kéo nè. Rất là mới.
Rồi cái búa nè, búa đầu thép đàng hoàng nha. Búa này xài rồi nè, nó có đóng đầu thép ha, mà nó cán bằng gỗ. Rồi cái cưa này chưa sử dụng, cái cưa siêu mini này, cái cưa mica, cưa giấy này kia ha. Rồi cái hộp hộp gì, à hộp đựng mấy đồ linh tinh mình làm việc ha, đinh rồi nè, nó đựng đồ bản nè. Đó, cái ghim này, cái ghim gì, ghim giấy không. À, cái hộp dụng cụ này của Kaikut ha, mã số 5, 250 nha. À nay về cái đồng hồ quả lắc ha. Đây, đồng hồ quả lắc rất là đẹp nha mọi người. Đồng hồ quả quýt ha, đồng hồ quả lắc, quả quýt cầm tay mọi người. Này nó có sợi dây của nó luôn, đặc biệt cái này nó xài cơ nha, đồng hồ quả quýt này xài cơ nha, mình quay dây cót được đó mọi người, quay mấy vòng thì thấy nó nặng nặng tay thì nhân ha, dây cót mà quay quá là nó dây cót nào nó cũng không chịu được rồi đó, lên là nó vừa đủ là nó chạy ha. Đây nó tự động nè, không có dùng pin. Đó, người thấy cái máy nó hoạt động luôn ha. Cái này chất liệu này không có hết 500, không biết bằng nhôm hay bằng gì đó. Chất liệu kim loại mà không có hết. Cái dây này nó hết mọi người, dây bằng thép. Rồi máy nè. Rồi chỉnh giờ mọi người rút cái cây này ra ha. Rút nguyên cái nấm này ra, nhích nhẹ nó ra. Rồi chỉnh giờ. Nhấn xuống là chạy. Đây rất là đẹp. Bên ngoài nó khắc hình con cá chép với lại cái bông sen. Đó. Này nó xi màu đồng ha. Xi là rồi, cái đồng hồ quả quýt cầm tay này có mã số 6 ha, 600.000. Rồi tiếp theo là một con đây là con bút khử điện siêu mini nha, và túi rất là tiện giống như cây bút mà. Mà nó khử điện được 80 đến 600 V nha. Đây lấy thử cái ổ điện này nha. Đó nó cháy đèn mọi người. Cái bút khử điện rất là tiện, nhỏ gọn, siêu nhỏ luôn. Đây mọi người mở ra có thể thấy bên trong nó có cái bóng đèn nè ha. Đó. Rồi một con chở. Rồi bút khử điện này mã số 7 ha, 200.000. Đây là cái hiệu nó KDK.
Rồi tám lại về một con đa năng của kìm, dòng kìm đa năng thì bấm code thôi à, nó có bấm code nè, cắt tia ren ha, chút dây điện đó. Hai người mở cái này ra ha, mở cái này ra để xài, có cái khóa này này, bấm code là số trên đây ha. Đó. Số rất là chi tiết, người xem nó phù hợp thì mình sử dụng ha. Ở đây ta cắt tia ren nè, con ốc mình nó vặn vô đây rồi mình cắt nó sẽ hẳn cái ren luôn. Đây chú dây điện ha, chú dây điện, cắt dây điện nè, đây chút dây được, đây dây thông số nó để là mm vuông nè, 6.0 nè, 4.0, 2.5, 1.5, 1.0, 0.75, 0.5 ha. Đó. Kìm này dài 23 cm, rất là tiện, kìm đa năng cho mấy bác thường làm điện ha. Rồi mã số 8, 200.000. Chính à, cái cục sạc nó chớp lên đèn thứ hai nè ha. Đó. Rồi sạc chính là cái đèn pin nha mọi người, cái đèn pin của đây. À, bên Nhật này nó xài pin này, nằm pin cái pin đồng hồ 4.000 pin nha, rồi bỏ vô đúng theo cái chiều nó có để trong đây này. Cộng trừ ha, bỏ 4.000 pin vô là nó sẽ cháy. Rồi em bật thử nè, đó sáng nó vàng gắt ha mọi người, ánh sáng vàng gắt vì nó bóng dây tóc mà nha. Ở đây có cái bóng bóng bằng như là bóng đèn tiếp, bóng đèn ni lông mình đó ha, đèn treo nhà nguyên cái bóng dài ha. Rồi hai tính năng vậy thôi. Rồi đèn pin mã số 9 nè, 150 nha. Tiếp theo bán mấy cái bộ than, bộ chở than cho máy của Nhật nha mọi người, Atman ha, than Atman, Atman của Nhật đây. Cái này mọi người thường xài máy, máy cắt tầm tay á, máy mài này kia, nhưng mà mọi người muốn chính xác mọi người đo lại ha. Ở đây em cũng đo, tại vì mỗi mẫu nó khác, mỗi một hãng á, cho nên mình đo nó vô được thì nó vô nè ha. Nè cái bề dẹp nó là 6 mm ha. Rồi cái bề dày, bề dày là 10 mm ha. Rồi chiều dài, chiều cao nó nè, chiều cao là 12 ha. Đó. Rồi mọi người mà có ví dụ máy nó nhỏ hơn cái đó, bằng đó hoặc nhỏ hơn thì mình xài được, nhỏ hơn mình mài là được, mài lần tí, còn mà nó lỏng hơn là thôi nó thua ha. Đó, nó vậy thôi. Và thường cái hang tầm này thì cho máy máy mài cầm tay mọi người, thường thấy máy mài cầm tay xài cái khoản này đó. Rồi bộ này là nè, một cặp nè, hai cặp, ba cặp, bốn cặp, năm cặp ha, năm cặp hang thôi, năm cặp hang 100.000 à, mã số 10, năm cặp hang Nhật ha. Rồi tiếp theo là cái dụng cụ này để tập cơ tay nha mọi người. Cái bác tập game muốn tập cái này thì tập cái cơ tay này nè ha, bóp á, cho cái ngón tay mình nó cơ nó mạnh á, dùng cái này ha.
đó. Lực này nó tầm 3-40 kg không à. Này cầm rất là êm nha, cái nó có cái cao su nè. Rồi mã 11 nha, 150 nha, rất là bền chắc chắn, hàng Nhật nó rất là bền luôn rồi à, không có lỏng lẻo như hàng ấy. Rồi đây về tiếp cái cổng dây nguồn tháo máy của Nhật nè. Đây. Dây điện xịn của Hataya ha. Hataya Japan nha mọi người. Đây Hataya nè. Dòng điện 12V, 12A ha, 125V. Có chân tiếp đất nè. Mình không xài chân này thì mình tự cắm nó sẽ hụt vô ha. Còn muốn xài thì phải lắc nó qua cái lóc nó lại ha, nè lóc nó này nó có cái chỗ lóc một lóc ở đây đó, lóc này nó sẽ cứng ha, mình cắm vô mình xài nè, chân đó nó ra đây nè đó. Rồi nó vậy ha, nè dây xanh ha, 3 dây, dây khá là to, dây 0.75 ha. Nó 0.75 dây Nhật VCT. Rồi cái chiều dài này nó khoảng 4,5 m nha mọi người. Nó gắn trong máy là nó 5 m á. Và khi mà về thì nó sẽ cắt ra ha. Nó cắt ra ha, tháo máy mà nó sẽ cắt ra. Và nó đâu đó nó còn tầm là 4,5 m trở lên ha. Không có dưới 4,5 m, đo hết rồi ha. Rồi mã 12 ha, 150 nha. Còn cái chui này rất là bền mọi người, chui này chống dập bằng cao su, nó dẻo dẻo ha. Cầm nó an toàn nữa, nó bự mà nó nè, nó bự lắm, cầm không đã bị ruột. Rồi 150 nha, mã số 12 ha. Dây nguồn rất đẹp. À, Nam giới thiệu cái mấy bác cái ví này nha. Cái ví này là da ếch, da con ếch 100% ha. Hàng ở đây nó xưởng nó gia công thủ công nha mọi người. Làm tay ha. Xưởng Việt Nam làm thủ công nha mọi người. Làm mai thủ công. Làm trên da con ếch ha mọi người, con ếch. Đây da con ếch. Mẫu rất là độc luôn. Da con ếch mọi người. Đó. Da hộp của con ếch nhìn rất là độc. Đây đường mai thủ công nè. Đây cái ví bên trong thì có ngăn đựng thẻ ha. Rồi ngăn đựng tiền ha. Này. Trong có lót da lộn ha. Rồi một ngăn kéo. Đó, đầy đủ nha. Ngăn kéo cũng lót da ha. Đó. Ví da ếch hai mặt ha, à, mặt ngoài nè, mặt trong nè, cũng da ếch luôn. Mọi người xem cận cảnh cái da con ếch. Rồi size nó là 12 ha, 12 nhân cho 10 tiêu chuẩn của cái ví không người, 12 nhân 10 rồi ngăn đựng thẻ, đựng chứng minh này kia nè, 6 cái ngăn thẻ ha, rồi ngăn trong nữa nè, trong 4 cái ngăn nhỏ này nữa,
Rồi ở đây 3 ngăn ha. Rồi cái ví này mã số ví giá mã số 13 ha, 700.000. Rồi tiếp thêm cuối cùng là em giới thiệu cái cối xay sinh tố này. Đây cục pin nó sạc nãy giờ nó đầy rồi mọi người. Nó đầy nó sẽ như vậy ha. Rồi mình rút ra mình xài được ha. Sao nó chớp liên tục cái đèn này. Nó đầy ha. Đây là cái cối xay sinh tố của National ha. Này National. Đây mình coi cái thông số trước ha. National là Japan nó sản xuất nha mọi người. National là cái thương hiệu hồi xưa. Giờ nó thành thương hiệu khác rồi thì nó chuyển công nghệ nó. Nói chung không còn 100% Japan ha. Còn đời này nó là Japan ha. Đây. Cái cối nó là 1200 ml ha. Sợi dây và điện dạng mét 9. Dây điện cắt ở đây nè. Rồi. Rồi công suất nó là dưới đây. Điện 100V ha. 235W. Nhưng rất là mạnh nha mọi người, trâu lắm. Cái motor nó xài là dây điện xịn Nhật mà. Nên chạy rất là trâu. Mọi người xay rau má đồ ào ào luôn ha. Này cái cối rất là dày mọi người. Để đo cái cối này nó dày, cầm lên rất nặng luôn nha cái cối. Đây cái miệng nó nè, miệng nó là 7 ly 9, 8 ly ha, thủy tinh 8 ly nè, 8 ly nè. Cái cối mọi người để lên như vậy ha, không có gài nha, thiết kế của nó như vậy ha, chỉ cần đặt lên là xài. Đây nó có hai chế độ nha. Đây nút tắt ha. Còn nút này là chế độ giữ nguyên nó chạy nè. Còn này nút nhấn, nhấn nhả. Rồi nắp đậy vô ha. Ở đây là dây điện mình lấy ra này. Có cái ngăn chứa dây điện đây. Cắm điện, điện 100V nha mọi người, chú ý nữa ha. Đó. Nồi đồng có đá, dòng máy xay. Rồi máy xay này mã 14 luôn rồi, điện 100V ha, giá 1.300.000. Rồi, kích thước nó là chiều cao này, 37 cm nha. Cái cối miệng cối là 14.5 cm, chiều cao của cái cối là 20 ha. Rồi làm kết thúc video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Rồi em chào mọi người.